Những cái sai lầm này Phục gọi tắt là không biết quản trị tài chính cá nhân và tài chính gia đình của chúng ta. Thứ nhất là không thiết lập được kế hoạch chi tiêu một cách cụ thể. Đúng không? Chi tiêu chúng ta cứ hứng lên, ở trong túi có bao nhiêu chi bấy nhiêu. Hoặc là lên bây giờ là có cái gọi là trên mạng có cái mua bán hàng online. Thế là cứ lên rảnh thời gian tí tách mua cái A, mua cái B, mua cái C. Có khi mua về không dùng đến. Rất nhiều các anh chị mua các bộ quần áo về có khi còn chưa mặc một lần. Áo em chưa mặc một lần. Ở trên mạng còn có những cái câu chuyện chia sẻ rất hài hước thế này. Có một cái chị lọ thì đến nghe thấy cái quán này, cái tiệm này bán giày sale ạ. Vào nhìn thì thích quá, thế là mua ngay. Mua về thì đâu đó chị ta cất vào tủ để cất vào cái tủ giày của chị ta. Và lúc ấy chị ta mới phát hiện ra chị ta có một đôi như thế trước đó rồi. Mua trước đó rồi. Đó, thì mà đôi ấy còn chưa đi lần nào. Thì đấy là một trong những cái câu chuyện rất là đáng buồn, rất là đáng buồn, lãng phí, đúng không ạ? Không có cái kế hoạch chi tiêu cụ thể làm cho mình bị mất kiểm soát trong việc chi tiêu. Tiếp theo, thứ hai đó là không có tài sản dự phòng chi tiêu. Cái nối sống YOLO, tức là chỉ sống một lần ấy, giờ đây nó bị biến tướng rất nhiều. Rất nhiều các bạn trẻ cho rằng tôi làm lương có 6-7 triệu, 7-8 triệu, vậy tiết kiệm thì cũng được bao nhiêu, giá nhà bây giờ 3-4 tỷ một căn chung cư thì bao giờ cho đủ tiền mua, vậy thôi cứ tiêu đi, sống cho bản thân đi. Thế là rất nhiều vị đến năm 29-30 tuổi lúc ý mới lấy vợ lấy chồng, thì lúc ý nhìn lại tài khoản mình hóa ra tài khoản mình không đồng, thậm chí tiền cưới mình còn phải nhờ gia đình giúp đỡ. Thế vậy thì 8 năm làm việc của các bạn vứt đi đâu, đúng không? Không có một chút dự phòng nào. Rồi là đặc biệt khi bạn ốm đau, khi bạn thất nghiệp chẳng hạn, lại còn không có tiền để ăn, cuối cùng về xin bố mẹ già, đúng không? Hay là nhờ ai, hay phải nhịn đói, đúng không? Rồi rất nhiều cặp vợ chồng gia đình thế không có tiền dự phòng, thế thành ra lúc con ốm lại phải đi chạy vạy chỗ này chỗ kia, đúng không? Nhỡ mình có tai nạn, mình có gãy chân gãy tay ra đấy thì sao? Thế là cuối cùng hỏng hết, thì đến nữa sẽ kéo theo cái hệ lụy rất khủng khiếp, thì Phục sẽ trình bày sau. Rồi tiếp theo, sai lầm phổ biến tiếp theo đó là chi tiêu vượt mức thu nhập. Nhiều bạn cho rằng thu nhập mình quá thấp, mà trong khi nhu cầu sống thì nó lại tối thiểu là sáng phải cà phê, trưa phải đi ăn ngoài, đúng không? Tối thì phải đi nghe nhạc hay này kia, đúng không? Thuê nhà ở nó cũng phải thoải mái một tí. Ngày trước ở khổ lắm rồi. Thế thành nhà công việc của bạn ấy không đủ chi tiêu, đúng không? Đó, chi tiêu vượt mức thu nhập của mình. Thực ra đấy chỉ là cái cớ bào chữa thôi. Bởi vì chia sẻ thẳng với cả nhà, ông cha ta ngày xưa làm ruộng làm gì có tiền, đúng không? Làm ruộng 6 tháng mới được một tí thóc, vừa ăn, đúng không? Trả tiền phân bón, trả tiền sản lượng, trả đủ thứ, còn đâu nữa. Nhưng mà cha ông ta vẫn tiết kiệm được đấy. Có những nhà rất giỏi, các bác nuôi được 3-4 con học đại học, đúng không? Đó. Thì nói tóm lại, cái cơ vượt chi tiêu là do thu nhập thấp là một điều gọi là bào chữa mà thôi. Đó là do mình hết, đúng không ạ? Vẫn nhiều bạn trẻ bảo là tôi thu nhập có 10 triệu làm sao đủ tiêu. Thế thử hỏi với bạn là các anh chị công nhân, hai vợ chồng mỗi người được có 7-8 triệu, họ lại còn phải nuôi con nữa, thế thì họ đến mức nào, đúng không ạ? Đó, đấy là bào chữa thôi. Sai lầm phổ biến thứ tư đó là coi thường cái việc tích sản cho nghỉ hưu, tức là tích lũy cho nghỉ hưu đấy, nói thế cho nó dễ hiểu. Rất nhiều các anh chị cho rằng mình cứ đây làm đi, rồi đến lúc về già thì có hưu trí của bảo hiểm xã hội họ trả. Nhưng xin thưa với các anh chị phải nghiên cứu kỹ cái luật mới về bảo hiểm xã hội về lương hưu. Chúng ta đi làm, nếu các anh chị may mắn làm các cái công ty nước ngoài thì họ đóng full lương cho các anh chị. Nhưng các anh chị có dám chắc là làm cho công ty nước ngoài đến hết đời không? Đúng không ạ? Còn nếu mà làm cho các công ty trong nước hay là làm nhà nước chẳng hạn, lương đóng bảo hiểm rất thấp, 5 triệu, 4 triệu, 6 triệu, 7 triệu, anh chị nào cao 10 triệu, anh chị nào cao nữa 15 triệu, nhưng đấy là tầm giám đốc rồi. Đúng không ạ? Ví dụ đóng lương khoảng 6 triệu chẳng hạn, thì khi về hưu nếu chúng ta làm đủ, chúng ta hưởng khoảng 6-70%. Thì lúc ý chúng ta được bao nhiêu? 6-7-42 đi, 4 triệu 2. Ví dụ mà bạn còn làm 20 năm nữa, mà bạn nhận lương hưu 4 triệu 2 mà trừ đi lạm phát thì nó tương tự bây giờ chỉ là khoảng 2 triệu mấy thôi, thì làm sao đủ chi tiêu được. Thế thành ra chúng ta không thể dựa vào hưu trí được. Còn ngày xưa vì sao hưu trí mọi người đủ sống? Vì cơ bản ngày xưa tuổi thọ thấp lắm, tuổi thọ thấp mà lại rất ít người hưởng lương hưu cơ.
Thế thành ra họ được cái lương hưu cao và lương hưu điều khiển tăng rất là mạnh. Đúng không? Chúng ta đừng phụ thuộc vào cái lương hưu. Và chúng ta hãy tự chuẩn bị cho mình cái quỹ lương hưu của riêng mình đi. Riêng mình đi. Đúng không? Tiếp theo, thứ 5. Đó là vay nợ quá lớn, không kiểm soát được. Rất nhiều các bạn trẻ, các anh chị mới ra trường một vài năm đã muốn sở hữu một căn nhà cơ, không chịu đi thuê. Ví dụ mua một căn chung cư bây giờ đơn giản, ở vị trí nó không phải trung tâm lắm đâu, vừa vừa, nó khoảng 3 tỷ. Thế là xin bố ông ngoại một ít, xin bà ngoại một ít, đúng không ạ? Xin hai gia đình một ít, thế cuối cùng mình có độ 500, mua luôn căn 3 tỷ. Xin được độ 1,5 tỷ, nghe thành 2 tỷ, vẫn đi vay 1 tỷ. Và cuối cùng riêng 1 tỷ, với lãi suất phổ biến bây giờ khoảng 10% năm chẳng hạn, 1 tỷ thôi là mỗi năm đã 100 triệu tiền lãi, mỗi tháng hơn 8 triệu. Ngoài ra còn chưa tính tiền trả gốc cơ. Đúng không ạ? Thế như vậy là các anh chị sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, thực sự là rất nguy hiểm. Mỗi tháng mất mười mấy triệu vào đấy, cộng thêm 2 tỷ của mình bỏ vào đấy. Nếu tính giá trị của đồng tiền ra 3 tỷ đó thì thôi bèo bọt thì 6-7% gửi ngân hàng có 20 triệu, đúng không ạ? Nếu chúng ta chưa đủ tiền, chúng ta cứ bình tĩnh đi. Cầm 20 triệu đi, chúng ta thuê một căn 8 triệu là thoải mái bằng cái căn mua 3 tỷ. Thuê 8 triệu thôi, chúng ta vẫn dư được chục triệu. Thế là chúng hai vợ chồng mà tiết kiệm mà tích lũy khoảng độ 3 năm sau. Thế là chúng ta đủ luôn, 3 năm sau chúng ta đủ luôn tiền, đỡ phải vay cả tỷ. Còn nếu bạn vay, bạn mua nhà như thế, với cái chi phí cực kỳ đắt đỏ, trả lãi, trả gốc, đủ thứ như thế, ít nhất bạn phải mất 10 năm để trả. Đó, thì thay vì chúng ta hoãn cái sự sở hữu thôi, còn sung sướng thì vẫn thế, chúng ta vẫn ở căn nhà như vậy mà. Đúng không? Không có gì khác cả, nhưng giá thuê có 8 triệu thôi, cũng 5-9 triệu. Thì thay vì thế, chúng ta hãy dừng cái việc là sướng ở việc sở hữu căn nhà đi. Khoảng độ 3 năm đến 4 năm đến 5 năm là cùng đi. 3 năm theo tôi chỉ 3 năm thôi. 4 năm đi, 5 năm đi. Thì sau đó các bạn mua cũng được. Tất nhiên là giá nhà nó có thể tăng chứ, đúng không? Nhưng cái việc tăng giá nhà chung cư nó không phải là quá mạnh mẽ đâu. Có thể tăng. Thì bạn cứ đừng khoảng 5 năm đi, thế nào lúc ý bạn mua bạn không cần phải vay. Thay vì bạn mua trước, bạn có sở hữu được trước, nhưng mà bạn phải kéo cày trả nợ mất 10 năm. Đúng không ạ? Tiếp theo cái sai lầm thứ 6. Đó là mua tiêu sản và cứ nghĩ là tài sản. Đúng không ạ? Rất nhiều bạn trẻ đi làm lương được chục triệu. Có iPhone đời mới nhất ra là phải múc. Đúng không ạ? Bởi vì mình thích mà. Cái đó nó trang bị cho mình làm mình vui, mình sẽ làm việc hiệu quả, mình sẽ thế này thế kia. Đúng không? Đây là đầu tư cho bản thân. Đúng không? Hay là lại thích mua cái ô tô. Đúng không? Đi lại cho nó, đi nội ngoại cho nó thoải mái. Đây là một cái tâm lý rất phổ biến. Thỉnh thoảng về quê, về nội, về ngoại, bạn thử tính xem một năm bạn về bao nhiêu lần. Đúng không? 10 lần không ạ? Nếu 10 lần, đúng không? 10 lần thôi mình thuê tài xế có lái xe tạm thời đi. Chạy Grab có thứ đi. Thì chúng ta cũng mất độ chục triệu, 20 triệu. Nhưng mà chúng ta lại bỏ ra 500-600-700-800 để mua một con xe khấu hao một năm đã mất 70 triệu. Chưa nói lên rất nhiều các cái chi phí hỏng hóc rồi này kia, rồi chúng ta phải dựng xe chỗ này, đỗ chỗ kia, rồi chi phí này kia, đủ thứ trên đời, nó rất nguy hiểm. Còn tất nhiên khi bạn có tiền một cách thoải mái, bạn dư rồi, thì bạn mua ô tô đấy là một điều đương nhiên. Hoặc là công việc của bạn thực sự cần thì bạn mua ô tô đấy là một điều đương nhiên. Nhưng mà nếu bạn chưa thực sự cần, bạn chưa thực sự rủng rỉnh, thì tốt nhất theo tôi nghĩ là hãy tránh xa những cái gì nó tiêu phí quá nhiều. Tiêu phí quá nhiều thì khi đó nó sẽ giúp bạn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rất nhiều bạn trẻ bảo rằng vay nợ đi để cho có áp lực làm để này kia, nhưng thực sự đấy là một cái cách gọi là trâu bò không cần thiết. Không cần thiết, chúng ta hãy tự chủ đấy. Đúng không? Chính vì những cái 6 cái sai lầm này, 6 sai lầm này dẫn đến rất nhiều hệ lụy mà Phục đã từng gặp. Có rất nhiều bạn cuối cùng vay nợ mua nhà, cuối cùng việc bị mất việc, thế là thành ra là căn nhà không khả năng trả, thế nào lại phải đi bán phát mãi và chịu sự thiệt hại vô cùng ghê gớm. Ghê gớm. Rồi là các cặp gia đình, cặp vợ chồng do không có tích lũy từ trước đó đến lúc cưới nhau hai bàn tay trắng. Chẳng may một trong hai gặp khó khăn là sinh ra cãi nhau, chửi nhau và cuối cùng lại ly dị. Đúng không? Ly dị rất nguy hiểm. Rồi rất nhiều các bạn trẻ trước khi lấy chồng chi tiêu thoải mái, không lập kế hoạch cụ thể. Đến lúc lấy chồng xong mình nghĩ lại, ui giá mà ngày xưa mình không thế này thế kia. Đấy, thường khi lập gia đình xong lúc ý mới tiếc. Bảo là giá mà lúc ý mình tiết kiệm có phải không? Thế là lúc lập gia đình có con rồi,
ngay cả mình còn chả dám mua cái gì, bảo bây giờ thì tôi chả dám mua gì, nó không giống như ngày xưa, đúng không? Đó, rồi là không có tài sản dự phòng đấy. Rất nhiều vị đã phải về nhà bán đất cát, bán nhà cửa đi để lấy tiền chi tiêu, do mình bị khó khăn tạm thời, bị tai nạn, bị này bị kia, đúng không? Rồi chi tiêu vượt mức thu nhập thì bạn sẽ phải vay nợ tín dụng, vay đủ thứ, và bạn luôn luôn là một con nợ, đúng không? Rồi coi thường cái tích sản cho nghỉ hưu. Thì rất nhiều các cụ bây giờ về hưu rồi cũng thấy bắt đầu nóng mặt rồi, bảo lương hưu thấp quá, không đủ chi tiêu, rất nguy hiểm. Cái hệ lụy này ở Hàn Quốc rất nhiều, rất rủi ro. Rồi vay nợ quá lớn đấy, thì kéo cày trả nợ mất mấy chục năm, lúc đấy con cái nó cũng học hành, mà bây giờ học hành nó tốn kém, thì thành nhà đến 40-50 tuổi rồi tay vẫn trắng tay, rất nguy hiểm, đúng không? Rồi mua tiêu sản là một cái phổ biến nhất ở đây, hiện nay, phổ biến nhất hiện nay, khiến chúng ta không còn gì cả sau khi đi làm.